90% thất bại của doanh nghiệp là vì thương hiệu quá nghèo nàn. Đầu tư ngay một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, xây dựng một lần, tự hào mãi mãi. Đầu tư vào thương hiệu là không bao giờ lỗ. Đối tác sẽ quý trọng bạn, nhân viên sẽ tự hào khi làm cho bạn. Đối thủ sẽ phải ganh tị và mãi xem bạn là mục tiêu phấn đấu. Chỉ chúng tôi mới hiểu bạn cần gì. Gọi ngay cho Mebo. Chúng tôi là biện phóng hoàn hảo cho thương hiệu của bạn. Diễn viên hài tới Shark Tank gọi vốn cho dự án Quần Cho Ngựa và cái kết khiến ai nấy đều cười bò. Không chỉ gây ngạc nhiên bởi dự án Quần Cho Ngựa, diễn viên hài này còn tiết lộ mục đích bất ngờ cuối cùng sau khi kêu gọi vốn từ các shark trong chương trình khiến ai nấy đều ôm bụng cười nghiêng ngã. Mới đây, đoạn clip về màn gọi vốn của một diễn viên hài người Mỹ trong chương trình Shark Tank khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đoạn clip được đăng tải trên mạng đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của thành viên mạng. Cụ thể, Jimmy Kimmel, tên thật là James Christian, đã cùng với người bạn đồng hành của mình là Guillermo đến Shark Tank kêu gọi vốn đầu tư cho dự án thời trang Quần Cho Ngựa. Jimmy Kimmel hiện là một diễn viên hài kiêm diễn viên lồng tiếng, đồng thời là nhà biên kịch, nhạc sĩ. Người đàn ông tài năng này cũng đang là host và là người sáng lập chương trình nổi tiếng Jimmy Kimmel Live, một chương trình trò chuyện đêm khuya được phát sóng trên kênh ABC của Mỹ. Bên cạnh đó, Jimmy cũng được biết đến với tư cách đồng chủ sĩ chương trình The Man Show và là nhà sản xuất các chương trình truyền hình như Grand Yankers, Sports Show với Norm Macdonald và D&D Milonekis Show. Đến với Shark Tank, Jimmy cho biết dự án thời trang Quần Cho Ngựa được anh nảy ra trong một chuyến đi sở thú cùng gia đình và anh cảm thấy khó chịu với việc động vật không mặc quần áo. Xuất phát từ tình yêu thương động vật và cảm thấy nếu động vật cũng được mặc quần áo cho kín đáo thì sẽ văn minh hơn rất nhiều, nên Jimmy đã nhanh chóng lên kế hoạch thực hiện ý tưởng táo bạo này và tới chương trình để kêu gọi vốn. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng nên dự án Quần Cho Ngựa của Jimmy chưa nhận được những cái gật đầu từ các shark. Ai nấy đều bán tín bán nghi về ý tưởng hài hước này. Và Jimmy đã giải thích rằng đây có thể là một thị trường dồi dào vì chưa từng có con ngựa nào được mặc quần cả. Mặc dù các shark đều quan ngại và từ chối đầu tư, nhưng cuối cùng Jimmy đã thành công kêu gọi vốn từ shark Robert Hershavet. Robert đã đồng ý trả 5 triệu đô để đổi lấy 10% cổ phần. Jimmy nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị này và ra về với niềm vui khôn xiết. Tuy nhiên, điều khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng là chỉ ngay sau đó ít phút, dù rất ngạc nhiên về số tiền nhận được cho dự án, nhưng Jimmy đã nói với bạn đồng hành rằng "Tôi không biết chúng ta phải tiêu số tiền này thế nào, nhưng chắc chắn chúng ta không đầu tư vào những chiếc quần ngựa này, đó là một ý tưởng ngu ngốc." Thậm chí, khi người bạn bày tỏ rằng vợ của họ sẽ hạnh phúc khi thấy số tiền lớn như vậy, thì Jimmy đã hài hước cho biết "Tôi sắp ly dị rồi." Đoạn clip về màn gọi vốn của nam diễn viên hài người Mỹ cho dự án thời trang Quần Cho Ngựa sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý từ dân mạng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, thì phần gọi vốn từ chương trình Shark Tank của Jimmy đã được phát sóng từ năm 2018. Từ báo Đất Việt, tin.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!